Đó. Chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em? Làm mới đây mà mua cái tiếng với mua loa bên anh Thuận á. Ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google, YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi. Rồi cái gặp được anh Thuận. Anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia rồi. Anh cung cấp cho cái loa với tiếng. Đó, mọi người nghe tét không? Là mình đang bắt tiếng dơi cho anh đó. Đang gọi nó về. Nó mới nhanh vậy chứ làm mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người. Mới đây mà đấy, chơi về. Bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà nhẹ tới thui. Đó, mọi người thấy không? Giờ mình về đó. Rồi, xong mà găm luôn rồi. Đó mọi người thấy không? Đó, giờ mình đang về. Mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người. Mấy tiếng dơi ở bên anh Thuận dưới lò đồ của anh độ ngặt lắm, xài rất hiệu quả, không có nhiều tiền nha. Đây mình đang bắt tiếng dơi, đây là cái remote nè, remote của mình. À, nó quay cái remote nè, sao tôi thui đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại rồi đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng hiếu mình leo mình lấy cái lò xuống cho mọi người coi nha. Đây. Đây là cái lò này. Rồi cho anh thử nè. Rất là gọn nhẹ. Pin hết một ngày luôn, chắc được 8 9 tiếng đồng hồ không ít. Đây. Mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển. Cái đầu nhất thiết ấy đâu nè. Nè, đang hát này không? Nè. Nè. Em bấm đứng lại nè. Không quên bật công tắc. Nè. Rồi im phát đấy, nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một là tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép rồi hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy, em giờ em còn có một tiếng nè em để ra, chừng nào tiếng này không hiệu quả nó mới lấy tiếng khác đấy. Đấy. Này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Bấm cái thấy không nè. Nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Nghe mọi người, để mình lại đây em quay cái phần của em cua dời cái rồi mọi người coi sáng đây nè, cũng vô mới được. Ồ, có con dơi quả hay gì nó bự trời. Ồ, con dơi này phải đuổi nó đi.